Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về sắc đẹp của World Beauty. Hôm qua ngày 30 tháng 9 năm 2021, ba đất nước được đánh giá có giải sắc mạnh tại cuộc thi Miss Universe năm 2021 đã đồng loạt tìm ra đại diện gửi đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2021 được diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Israel. Đó là ba đất nước Philippines, Ấn Độ và Puerto Rico. Vì ba quốc gia có 3 múi giờ khác nhau nên các dàn tân hoa hậu cũng đăng quang tại 3 thời điểm khác nhau trong ngày. Ở múi giờ GMT cộng 8, sớm hơn Việt Nam 1 giờ, cô nàng đăng quang đầu tiên là Miss Universe Philippines năm 2021. Đó là người đẹp Beatrice Luigi Gomez, đại diện cho thành phố Cebu. Cô nàng là thí sinh thắng nhiều giải phụ nhất trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines năm 2021 với hai giải quan trọng là trình diễn áo tắm đẹp nhất và trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Bên cạnh đó có thêm hai giải phụ đến từ nhà tài trợ. Beatrice năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm một người mẫu và là vận động viên. Cô đã làm nên lịch sử khi trở thành thí sinh đồng tính công khai đầu tiên đại diện Philippines tại Miss Universe. Cô nàng bắt đầu mối quan hệ với người yêu hiện tại từ năm 2015. Cô yêu thích chơi bóng chuyền, đam mê lặn biển và đấm bốc. Năm 2020, Beatrice đăng quang ngôi vị Mini Mini Cebu năm 2020. Đầu năm 2021, cô quyết định trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản của công dân để có thể trở thành một phần của đơn vị dự bị hải quân Philippines. Liệu rằng nàng tân hoa hậu này có viết tiếp các chuỗi thành tích vang dội của các hoa hậu đàn chị đã tạo nên trước đó? Chúng ta hãy cùng theo dõi tại Miss Universe năm 2021 sắp tới nhé! Philippines trở thành cường quốc hoa hậu của thế giới trong hơn 10 năm trở lại đây khi liên tiếp có các thành tích kể từ năm 2010. Chỉ trong 11 năm, Philippines chiến thắng hai vương miện vào năm 2015 và 2018 và đạt được nhiều danh hiệu Á hậu khác. Ấn Độ là quốc gia tiếp theo tìm ra đại diện sẽ đến với Miss Universe vào tối qua tại đêm chung kết của cuộc thi Miss Diva năm 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ. Và cô nàng đã đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Universe India, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ năm 2021 là người đẹp Hana Kosandu. Hana Sandhu năm nay 21 tuổi, cao 1m77, đến từ thành phố Chandigarh xinh đẹp. Cô hiện đang theo học bằng thạc sĩ quản lý công. Cô nàng yêu thích diễn xuất, khiêu vũ, bơi lội và cưỡi ngựa. Cô mô tả mình là một cô gái học hỏi nhanh, đa năng, giàu lòng trắc ẩn và tự tin, luôn mang trong mình đam mê với thái độ kiên cường để đạt được mục tiêu của mình. Hana tin chắc vào câu nói, cuộc sống là một quá trình học hỏi, vì vậy hãy tận dụng nó một cách hiệu quả nhất. Hana bắt đầu cuộc hành trình thi sắc đẹp của mình khi mới 17 tuổi với cuộc thi tìm kiếm gương mặt mới và tài năng Time Fresh Face năm 2017. Năm 2019, cô đại diện vùng Punjab tham dự Femina Miss India và lọt vào top 12 chung cuộc. Đất nước Ấn Độ đã từng là một cường quốc sắc đẹp tại Miss Universe tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 2020 vừa qua. Đại diện của Ấn Độ là Aileen Castellino đã xuất sắc mang vinh quang về cho đất nước với danh hiệu Á hậu 3. Họ từng có một giai đoạn hoàng kim 11 năm, từ năm 1992 đến năm 2002, khi không trượt top chung kết một năm nào, chiến thắng hai vương miện vào năm 1994 và năm 2000. Điều này khá trùng hợp với 11 năm hoàng kim của Philippines như mình có kể ở trên. Là một quốc gia thuộc vùng biển Caribe của châu Mỹ, trẻ hơn Việt Nam 11 tiếng, nàng tân hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico năm 2021 cũng đã đăng quang vào tối ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo giờ Puerto Rico, tức là vào sáng nay, ngày 1 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Thí sinh được các fan sắc đẹp yêu thích bậc nhất là người đẹp Michelle Marie Colon, đại diện thành phố Lozier, đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico năm 2021. Michelle năm nay 20 tuổi, cao 1m83, hiện đang là sinh viên sinh học và dự bị y khoa. Cô cũng là một người mẫu nổi tiếng, xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang ở Puerto Rico và New York, đồng thời là người sáng lập CARE, một chương trình trao quyền cho phụ nữ. Michelle là một người đẹp Puerto Rico dòng dõi Afro và Caribe đầy kiêu hãnh, tự nhận mình là một phụ nữ trẻ mạnh mẽ. Trước đó, Michelle từng đại diện Puerto Rico và đăng quang tại Miss Teen Americas năm 2018 tại El Salvador. Puerto Rico được đánh giá là một sắc mạnh tại Miss Universe. Đất nước này tham dự cuộc thi Miss Universe ngay từ năm đầu tiên vào năm 1952 và không bỏ ghế trống một năm nào trong suốt 69 năm qua. Trong lịch sử, Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ đến 5 lần. Trong 3 năm gần nhất, Puerto Rico quay trở lại mạnh mẽ với các thành tích đáng nể, gồm top 5 năm 2018,
ngôi vị Á hậu 1 năm 2019 và top 10 năm 2020. Đặc biệt, Puerto Rico là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã thu thập đủ vương miện của 7 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, bao gồm Hoa hậu thế giới, Miss World, Hoa hậu hoàng vũ, Miss Universe, Hoa hậu quốc tế, Miss International, Hoa hậu trái đất, Miss Earth, Hoa hậu siêu quốc gia, Miss Supranational, Hoa hậu hòa bình quốc tế, Miss Grand International và Hoa hậu liên lục địa, Miss Intercontinental. Vậy là cuộc thi Hoa hậu hoàng vũ năm 2021 sắp đến gần. Các quốc gia cũng đang gấp rút hoàn tất việc tìm kiếm đại diện gửi đến cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh này. Bạn có đánh giá như thế nào về nhan sắc ba nàng tân hoa hậu mà mình vừa giới thiệu ở trên? Và liệu rằng đại diện Việt Nam của chúng ta là Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh này để giành chiến thắng? Hãy để lại bình luận phía bên dưới về ý kiến của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của World Beauty. Hy vọng các bạn sẽ nhấn nút like và subscribe cho kênh YouTube của tụi mình để đón chờ những video mới nhất về các cuộc thi hoa hậu nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.